Mới đây, Liên hoan Võ thuật Thanh niên Công an Nhân dân với sự góp mặt của 700 vận động viên được tổ chức tại Học viện An ninh Nhân dân và Trung tâm Huấn luyện Thi đấu Thể thao Công an Nhân dân thành phố Hà Nội. Nữ chiến sĩ Lương Thị Hoài Thương, trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1, tham gia thi nội dung võ ứng dụng của Công an Nhân dân lần đầu tiên được đưa vào thi đấu. Mặc dù mới chỉ học võ thuật trong trường được 2 năm, nhưng cô gái sinh năm 1995 đã thể hiện một bản lĩnh, trình độ điêu luyện qua các tình huống chiến thuật đối kháng đa luyện, 1-4.